Bài viết của tác giả Đỗ Duy Ngọc có tựa đề Nói thêm về vụ kit test của công ty Việt Á. Khi sự việc nâng giá kit test của công ty Việt Á và những con số tiền khủng chúng gom được rồi lại quả cho nhau lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng bị phanh phui, người dân mới rõ thêm nhiều chuyện. Không chỉ có nâng giá chia chác với nhau, mà còn những sự thật kinh khủng đằng sau đó. Kit test này đã bị WHO từ chối cấp phép, thế nhưng từ ngày 26 tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ đã thông báo láo và nhiều tờ báo ở Việt Nam đã thông tin xạo là WHO đã đánh giá bộ kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đạt tiêu chuẩn. Lại còn cho rằng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Thế rồi, khi sự vụ bị vạch mặt, Bộ Khoa học Công nghệ lật đật xóa sạch những thông báo này ngay lập tức, hòng giấu giếm sự thật. Sự lừa dối trắng trợn này đã giúp cho Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh thành và thu lợi lớn. Số lượng kit Việt Á được tiêu thụ rất nhiều nhờ vào chiến dịch test rộng rãi khắp nơi, ngoáy liên tục, chọc tùm lum bất kể. Bởi càng ngoáy thì tiêu thụ càng nhiều kit test và càng thu lợi lớn. Tội gì không ngoáy, tội gì không thần tốc chọc ngoáy. Và đã có lúc Bộ trưởng Y tế tự tin phát biểu nhờ test khắp nơi toàn diện như thế mà ta đã ngăn được dịch, giảm thiệt hại. Trong cơn đại dịch, chính việc test tràn lan mà không bảo đảm an toàn nên số người nhiễm dịch tăng cao, khiến cho số tử vong rất lớn. Như vậy có biết bao sinh mạng đã chết oan. Đài truyền hình VTV đưa tin cho ta thấy cái gọi là nhà máy sản xuất kit của Việt Á chỉ là căn phòng 10 mét vuông với lèo tèo chưa đầy chục người không có chút chuyên môn nào tham gia sản xuất. Thế thì lấy đâu ra con số 10.000 kit một ngày để cung ứng cho cả nước như báo chí quảng cáo rầm rộ, với sự giúp sức đắc lực nhiệt tình của Bộ Khoa học Công nghệ và cả Bộ Y tế và cả các quan chức của ngành. Vậy thì hàng của Việt Á mua ở đâu mang về? Chỉ có hàng từ người bạn môi hở răng lạnh cung cấp với giá rẻ thôi. Chúng toa dập nhau, mua về dán nhãn bán giá cao chia nhau. Chỉ có dân là khốn nạn, xài đồ giả mà phải trả giá đắt. Chưa kể vì là đồ dỏm nên xét nghiệm không đưa được kết quả chính xác, khiến cho người chưa nhiễm thành F0 bị lùa vào bệnh viện, khu cách ly rồi lây nhiễm từ đó tử vong. Đã có bao người lâm vào cảnh đó rồi trở thành tro trong hũ cốt. Như vậy, không phải chỉ có Phan Quốc Việt và công ty của y là tội đồ, mà cả một guồng máy phía sau. Những dối trá này Bộ Y tế có biết không? Có phải như Bộ trưởng Y tế trả lời trước Quốc hội là vì bận chống dịch nên chưa có thời gian lưu tâm đến việc này, thiếu trách nhiệm đưa đến hậu quả nghiêm trọng? Như thế thì Bộ trưởng có nên ngồi ở chiếc ghế đó không? Sự việc đã phanh phui, tất cả phải chịu tội trước nhân dân, không thể chối tội được. Hậu quả quá lớn về tiền bạc, nhân mạng của dân, và lớn hơn nữa là dân chẳng còn chút lòng tin nào nữa. Sao có thể khốn nạn đến thế? Tại sao có thể đốn mạt đến vậy? Sao có thể tàn nhẫn đến thế? Vì đồng tiền, họ có thể làm tất cả để thu lợi. Cuối cùng nạn nhân vẫn là người dân, vốn đã nghèo càng nghèo hơn, vốn đã khổ lại càng khổ hơn. Đau đớn đến tận cùng, bị vơ vét đến tận khố rách. Tội ác này không thể tha thứ.
tịch biên gia sản, áp dụng hình phạt nặng nhất nếu cần tử hình vài đứa là việc dân đang mong đợi từ chính phủ. 21 tháng 12, 2021, Đỗ Duy Ngọc. Tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui. Con đi trong buồn tìm thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình thân không chính nuôi tâm hồn lạnh. Để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong dáng mẹ ngồi thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui. Con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành. Để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong giang